Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá siêu phẩm truyện trọng sinh tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Bộ truyện kể về cuộc sống của Thẩm Diệu sau khi trọng sinh về tuổi 14. Hãy cùng nhau thưởng thức và khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Hãy cùng bắt đầu nhé. Chương 61: Nguyệt Hắc Phong Cao ngoạ long tự từ lúc chạm vạng tối đã bắt đầu giả rích mưa mưa cuốn theo hàn khí phả vào da thịt của từng người cốc vũ thấy vậy liền đem cửa sổ đóng lại nhìn thẩm diệu nói cô nương cẩn thận đừng để bị cảm lạnh kinh chập đem áo choàng phủ lên người thẩm diệu lo lắng mở miệng đường núi vốn khó đi nếu cơn mưa này kéo dài đến tận sáng không biết ngày mai sau khi dâng hương xong có thể lên đường trở về hay không nữa đường đi mà lầy lội nói không chừng còn phải ở lại đây thêm vài ngày. Ở lại vài ngày thì ở lại vài ngày. Cốc vũ cười nói, nơi này cảnh đẹp, hoàn cảnh xung quanh cũng thanh tịnh, đẹp đẽ về tổng thể thì cũng khá tốt. Nói được một nửa chợt nghĩ đến thẩm phủ hư giữ ủy xà, lá mặt lá trái, nói về những người hai mặt chung quy lại là người xấu mặt cười, cũng chẳng phải hạng người tốt gì liền đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng. Thầm Diệu ngồi trước bàn đùa nghịch con cờ trong ta. Nàng dạo này càng ngày càng thích chơi cờ. Đáng tiếc mấy nha đầu bên người chẳng ai biết đánh nếu không đã gọi một người vào đánh cùng. Mấy hôm nay nàng luôn chơi cờ một mình. Thi thoảng cốc vũ cùng kinh chập sẽ cảm thấy kỳ quái. Thời điểm cô nương nhà mình đánh cờ một mình có đôi khi sẽ lộ ra một vẻ mặt kỳ quái làm cho người ta nhìn thấy trong lòng phát lạnh. Cửa chợt bị đẩy ra, Quế Mama tươi cười bước đến trên tay còn cầm theo một ít đồ ăn cô nương đây là cơm bố thí của chùa tuy đây đều là thức ăn chay nhưng đồ ăn ở đây cũng không kém lão nô còn đặc biệt là mấy chén canh quế hoa đại cô nương cùng nhị cô nương đều đã dùng qua đều nói không tồi a à, để đó đi thẩm diệu thản nhiên nói cô nương nên tranh thủ ăn lúc nóng để nguội rồi sẽ không còn ngon nữa quế ma ma thân thiết bưng lên bát đến định đưa cho thẩm diệu. Mama gấp cái gì? Kinh chập lặng lẽ tiếp nhận bát sứ trong tay quế ma, cười nói, cô nương không phải chỉ nói đặt lên bàn thôi sao? mới vừa rồi cô nương có chút không thoải mái, để một lúc nữa rồi dùng sau cũng được. Quế mama trong lòng có chút tức giận, thấy thẩm diệu đối với lời nói của kinh chập tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, âm thầm cắn chặt răng. Từ trước đến giờ Thẩm Diệu luôn lấy lời nói của Quế Mama làm trọng, nếu Quế Mama cùng nha đầu nổi lên tranh chấp, tất nhiên là trách phạt nha đầu trước tiên. Không biết từ khi nào hai nha đầu cốc vũ cùng kinh chập lại có thể thay mặt Thẩm Diệu. Thời điểm Quế Mama rơi vào trầm tư chợt nghe được thanh âm của Thẩm Diệu đột nhiên nói, "Mama ở cùng ta cũng đã 14 năm rồi đi." Quế Mama trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía Thẩm Diệu. Thẩm Diệu cũng nhìn qua đôi con ngươi trong suốt trước sau như một, giống nhau hài tử hồn nhiên làm quế ma ma hoảng hốt một trận. Bất chi bất giác, tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài ngày nào vẫn còn gào khóc đòi ăn giờ đã trở thành một nữ tử xinh đẹp, trưởng thành. Quế ma ma trong lòng có chút cảm thán. Lúc trước vợ chồng thầm tín hàng năm chinh chiến xa trường, dặn nàng hảo hảo chiếu cố thẩm rượu trước mắt một cái 14 năm cũng đã trôi qua, ngẫm lại từ trước đến nay mama là người thân cận ta nhất. Thẩm Diệu nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ có một đêm bị sốt, trời bên ngoài cũng mưa như hôm nay vậy, người trong phủ cầm bái thiếp đi mời đại phu mãi không đến, mama vì lo lắng cho ta liền ra ngoài tìm đại phu giữa đường còn bị ngã chảy máu đầu nhưng vẫn kiên trì tìm đại phu khác đến bắt mạch cho ta. Quế mama sừng sốt, vẻ mặt chợt trở nên nhu hòa, cô nương vẫn còn còn nhớ rõ ngày đó. Ta đương nhiên nhớ rõ, Mama làm bạn với ta đã hơn 10 năm, đến cả cha mẹ của ta cũng không thân cận ta nhiều bằng người. Từ trước đến giờ ta luôn coi Mama là người thân của mình vậy. Cô nương chết sát, không hiểu, lão nô Quế Mama trong lòng cảm thán. Nàng không đoán được thầm rượu lạnh nhạt nàng mấy ngày nay đột nhiên lại thân cận với mình như vậy. Cảm thán thì cảm thán, trong lòng Quế Mama ít nhiều cũng dâng lên một chút không đành lòng là người ai cũng phải thay đổi, thời điểm vợ chồng thầm Tín đem Thẩm Diệu giao cho nàng khi đó con trai của nàng vẫn còn chưa cưới vợ, lúc đó nàng cũng chưa có tôn tử, ngẫu nhiên xem Thẩm Diệu là cháu gái mình mà chiếu cố. Phần tình cảm kia không phải tất cả đều giả, bất quá. Người không vì mình trời chu đất diệt, Thẩm Diệu dù sao cũng không phải tôn nữ của nàng, biết đâu đại phòng cho phép, nếu chuyện thành, một nhà con trai của nàng đều có thể được hưởng lợi. Phú quý hiểm trung cầu, phú quý khó cầu. Huống hồ thẩm diệu căn bản là không thể vì nàng mang đến cái lợi gì. Thần sắc trong con ngươi quế mama thay đổi mấy phần nhưng vẫn cười nói: cô nương, trời lạnh đêm trọng, vẫn là nên dùng cơm rồi đi nghỉ sớm đi. Trước khi đi ngủ đốt một cây huân hương hảo hảo ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau dậy sớm vì lão gia cùng phu nhân cầu phúc ấy mới là tốt. Đa tạ mama lo lắng. Thẩm Diệu cũng cười. Nụ cười trong đó còn bao hàm một chút ý tứ không rõ. Nàng nói, ma ma lui xuống trước đi, ta sẽ dùng cơm. Quế ma ma còn muốn ở thêm trong chốc lát nhưng thấy được bộ dáng muốn trục khách của thẩm diệu đành phải ngượng ngùng lui ra. Sau khi bước ra khỏi phòng, quế ma ma không đi ngay mà đến cửa sổ cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Một lát sau trong phòng vang lên thanh âm của cốc vũ, cô nương, đồ ăn sắp lạnh rồi ăn cơm đi ngay sau đó là một loạt âm thanh bát đũa va chạm vào nhau tựa hồ người bên trong đã ăn kinh chập hỏi cô nương cảm thấy canh quế hoa này thế nào không tồi thẩm rượu thanh âm của vang lên thực ngon miệng vậy ăn nhiều một chút cốc vũ cười nói nghe được một lúc thẩm rượu tựa hồ là ăn xong rồi trong phòng vang lên thanh âm thu dọn bát đũa Cốc Vũ bưng cái giỏ đi ra ngoài. Chỉ nghe Kinh Chập nói, cô nương còn muốn đọc sách. Còn một chút nữa, khoảng một khắc, người đem huân hương đốt đi. Thanh âm của Thẩm Diệu dường như mang theo chút mệt mỏi. Quế Ma Ma thẳng người, nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu bước đi, khi đi hết sân còn không nhịn được nhìn cửa sổ đang đóng thì thào nói, "Cô nương, chớ trách lão nô tâm ngoan, đại phu nhân sẽ đền bù cho ngươi." ai cũng không thể cản. Đợi quế mama đi khuất, phía sau bỗng xuất hiện một nam tử. Hắn nhìn bóng quế mama vội vàng rời đi, trên mặt nổi lên thần sắc tức giận. Trong phòng, kinh chập lo lắng nhìn xung quanh thầm diệu. Cô nương, cốc vũ đã đi ra ngoài. Nô tỳ vẫn không hiểu cô nương đến tột cùng muốn làm gì. Không biết vì sao, trong lòng kinh chập luôn luôn có chút bất an. Giống như trong nơi thâm sơn cùng cốc này chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nàng hỏi, cô nương mới vừa rồi lừa gạt Quế Mama, chẳng lẽ Quế Mama dở trò gì đó? Lúc nãy Thẩm Diệu bày ra vẻ mặt ôn hòa đối với Quế Mama làm Kinh Chập Khẩn Trương không thôi, sợ Thẩm Diệu lại như trước đây đối Quế Mama nói gì nghe nấy. Thẩm Diệu nhìn ngọn đèn đang cháy trên bàn thi thoảng lại vang lên tiếng lách tách đối lập với tiếng mưa tí tách bên ngoài có ai hiểu vì sao lại đối lập không ngọn đèn tượng trưng cho lửa mưa tượng trưng cho nước đối lập ngọn đèn kêu bé trong không gian yên tĩnh bên ngoài mưa kêu to hơn âm thanh mưa như hòa vào nhau tạo ra tiếng rõ ràng đối lập giả vờ ăn cơm giả vờ đốt huân hương bất quá chỉ là kế trì hoãn tạm thời về phần tại sao nàng lại nói đoạn kia với quế ma ma căn bản là không liên quan gì đến sự mềm lòng của nàng con đường báo thù này không ai có thể quay đầu. Nếu không phải kiếp trước có ân thì chính là có thù. Kẻ thù vĩnh viễn không đáng thương hại. Đây có phần giống như lúc ở trong hậu cung, thắng thua phân tranh bằng lời nói, đoạn đầu đài đang ở phía trước. Nàng nhẹ nhắm mắt. Cô nương, bây giờ phải làm cái gì? Thấy Thẩm Diệu không trả lời vấn đề của mình, Kinh Chập đành phải đổi chủ đề. Chờ. Chờ cái gì? khóe mắt thầm dịu khẽ nhúc nhích, khóe môi khẽ dương lên. Chờ đến khi nguyệt hắc phong cao, giết người. Cướp của. Để lời nói với người xa lạ. Tạ Tiểu Hầu ra mau lên sàn, chống nạnh cười, dạo này tự dưng cảm thấy mình rất manh, Đề dự định viết đoạn sau tình cảm nhiều a. Chương 62: Khách không mời mà đến. Bên ngoài trời dần dần tối khi chuông đồng treo giữa ngọa long tự được một vị hòa thượng đánh vang lên hồi chuông cuối cùng, sắc trời đã đen như mực. Mưa tí tách nhảy nhót trên cành lá, mùi đất dậy lên lan tỏa vào trong không khí. Thẩm Nguyệt ngồi ở trước bàn, buông tay khỏi trang sách trước mặt xoa xoa thái dương tựa hồ có chút buồn ngủ. Nhà hoàn bên người thấy thế liền hỏi cô nương muốn nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt không nói gì, lặng lẽ mở cửa sổ căn phòng cách vách là phòng của thẩm thanh phòng của thẩm thanh cách phòng nàng không xa giờ phút này vẫn còn sáng đèn nhị cô nương muốn ngủ cùng đại cô nương sao nha hoàn trần chờ hỏi không được thẩm nguyệt có chút chán ghét xoay người đi đem cửa đóng lại đi một nơi khác trong phòng thẩm thanh thẩm thanh đang đùa nghịch thích ý liền ếch xi một cái liếc mắt một cái ra bên ngoài đã muộn như vậy nàng đứng dậy vẫn là nên đi nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua bàn đột nhiên nhìn thấy một lư hương tạo hình rất khác biệt, hơn nữa lại còn có cảm huân hương. Thẩm thanh thấy lạ liền cầm lên ngửi ngửi. Huân hương mùi rất thơm nhân tiện nói, đem huân hương này đốt lên. Non nửa khắc sau, đèn đốt trong phòng dần tắt. Hết thảy đều yên tĩnh, trong cổ tự nơi thâm sơn cùng cốc này ngoại trừ tiếng côn trùng kêu trong đêm khuya cũng chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái ngói phát ra âm thanh giòn giã cộng thêm âm thanh thanh thúy của những giọt nước đọng rơi xuống sân. Đêm khuya vạn phần yên tĩnh, đèn ở Bắc các không tiếng động nhẹ nhàng tắt. Trong bóng đêm tựa hồ có tiếng bước chân nhỏ nhẹ, nếu người nào đi qua chắc chắn sẽ nhìn thấy được ở cạnh bàn bên ô cửa sổ có một nữ tử mặc tử y đang lặng lặng ngồi. Dung nhan nàng lạnh lùng mặt không chút thay đổi như muốn hòa mình vào không khí tĩnh lặng, chỉ có đôi con ngươi trong suốt kia hiện rõ trong đêm đen giống như mãnh thú đang rình mồi, gắt gao đợi con mồi tự đi đến. Mái ngói trên đầu cũng phát ra những tiếng vang rất nhỏ, cốc vũ cùng kinh chập đang đứng ở phía sau thẩm diệu đồng thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn trương che chở người ngồi trước bàn. Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền ra một tiếng mèo kêu meo, meo hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra không đợi các nàng thở xong liền nghe được một trận bước chân dồn dập bước chân kia tuy rất nhẹ nhưng đối với những người không hề buồn ngủ như ba người các nàng lại hết sức rõ ràng ngay sau đó cửa được mở ra một bóng người tiến vào tiểu thư là ta mạc kinh người nọ nhẹ giọng nói cốc vũ cùng kinh chập thế lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra kinh chập chỉ đốt một ngọn nến sợ ánh sáng kia chiếu ra bên ngoài, chỉ thấy trên vai của Mạc Kình đang vác một người không ai khác chính là Thẩm Thanh. Thẩm Thanh giờ phút này hai mắt nhắm nghiền bộ dáng mê man bất tỉnh. Kinh chập cùng cốc vũ trong lòng kinh sợ không thôi. Thẩm Diệu cũng quét mắt nhìn Thẩm Thanh một cái nói, ngươi làm tốt lắm. Mạc Kình sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này bản thân mạc kình cũng không biết vì sao thẩm diệu lại sai hắn làm việc này chiếu theo tính tình của thẩm diệu chắc đổi phòng ở bất quá phương pháp này cũng thật thô bạo a à. nếu có người nhìn thấy hắn hắn bị coi là hái hoa tặc hắn có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được kể thì cũng may phòng của thẩm thanh cùng thẩm nguyệt tổng cộng chỉ có hai gã hộ vệ việc này đối với một tướng môn tiểu thư mà nói không khỏi có chút kỳ quái nhưng Mạc kình hắn cũng sẽ không tự đi tìm phiền toái, khiêng một cô nương với hắn là việc dễ dàng. Hắn cũng đã tuân theo lệnh của thẩm diệu đem huân hương này nọ thả vào phòng của thẩm thanh làm thẩm thanh ngủ mê man. Đem nàng khiêng lên giường. Thẩm diệu nói. Mạc kình theo lời làm theo, nghĩ nghĩ một lúc lại đem chăn đắp lên người thẩm thanh. Mặc dù đến tận lúc này, Mạc kình vẫn không biết thẩm diệu đến tột cùng là muốn làm cái gì. Cô nương, chúng ta hiện tại? Cốc vũ thử dò xét hỏi. Trong phòng này, trừ bỏ thẩm diệu, ước chừng không có người biết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Mạc Kình có thể nghĩ thẩm diệu đang tức giận ngoạn nháo nhưng cốc vũ cùng kinh chập lại có thể loáng thoáng cảm thấy ra không phải. Thẩm diệu căn bản không phải vì tức giận mà ngoạn nháo huống chi phân nửa người đều đã bị đuổi ra hết, nếu chỉ vì điểm ấy mà gây sự thì không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Đi thôi thẩm diệu nhìn lướt qua người trên giường. Đi, cốc vũ sừng sốt, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là đi khuê phòng của tỷ tỷ ta. Mạc kình trong lòng thở dài, quả thật là tiểu hài tử ra ngoạn nháo. Trong lòng hắn cũng sinh ra vài phần bất mãn, thẩm diệu bên ngoài lạnh nhạt như vậy bên trong lại tranh cường háo thắng chỉ vì một chút việc nhỏ ngay cả trong sạch của tỷ tỷ mình cũng không cần. Hắn đang nghĩ, bỗng nhiên biến sắc, thấp giọng nói, ai? Lúc này, cốc vũ cùng kinh chập nhất thời hoảng hốt đứng lên. Lúc ngươi đến đây bị người khác nhìn thấy. Sắc mặt thầm rượu trầm xuống, nếu là người kia chắc chắn sẽ không hành động nhanh như vậy. Lấy tính tình cầu toàn của nhiệm biển vân mà nói chắc sẽ để bên kia chờ lâu một chút. Tại sao lúc mạc kinh đem người vào lại có người khác tìm đến cửa? Nếu là nàng thần sắc thay đổi, thật sự không được, chỉ có thể sử dụng biện pháp hạ đẳng kia ta đi ra ngoài xem một lát. Mạc Kình khẩn trương rút ra bội kiếm bên hông nhưng vừa đi ra tới cửa liền có bóng người từ cửa vọt tới. Không ai muốn phát ra tiếng động quá lớn. Mạc Kình thấp giọng quát, người nào? Nói xong liền rút bội kiếm bên hông xẹt qua. Hắc y nhân kia nhẹ nhàng tránh thoát kiếm của Mạc Kình cũng chẳng biết hắn dùng biện pháp gì chân khẽ đạp vào cửa sổ giống như chim yến bay vào. Hắn đi lại quanh nơi này tựa như cá gặp nước. Mà khi vào phòng, liền mạnh trở lại, Mạc Kình còn chưa kịp phản ứng, người nọ thân hình chợt lóe, nhẹ nhàng đoạt kiếm trên tay Mạc Kình. Ngay sau đó lưỡi kiếm sắc lạnh cũng đặt trên cổ Mạc Kình. Biến cố bất chợt xảy ra làm mọi người ngây người, Thẩm Diệu trong lòng cũng có chút cả kinh. Võ công của Mạc Kình nếu có thể làm đến vị trí thống lĩnh thị vệ, tự nhiên là không thấp. Lúc trước bằng vào công phu của hắn hộ tống bảo vệ Thẩm Diệu nhiều năm ở Tân Quốc trở về, nay chưa đánh được năm chiêu đã bị người khác đoạt kiếm. Mạc Kình cũng không ngờ tới võ công của đối phương lại cao hơn mình rất nhiều có chút hổ thẹn, nhưng hắn càng lo lắng an nguy của thẩm diệu hơn. Hắn nói, tại hạ cùng huynh đài không oán không cửu, huynh đài cớ sao lại hạ độc thủ. Hắn nói lời này cũng không sai, tối nay này trong tự trừ hòa thượng, chính là hộ vệ của thẩm phủ. Nhưng hộ vệ của thẩm phủ không thể có thân pháp cao minh như vậy, mạc kinh trong lòng cả kinh, ngọa long tự trừ bỏ người của thẩm phủ còn có người khác. Editor. Tiểu Vũ. Đối phương dường như không có ý muốn buông tay, chỉ nghe nhẹ một thanh âm vang lên, thẩm rượu cầm hỏa chiết tử đem ngọn nến sắp tàn vừa rồi lần nữa thắp lên. Đối phương không đoán được rằng sẽ có người đốt đèn lên, căn bản không kịp che giấu, theo bản năng mắt liền lộ ra sát khí hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Ánh đèn kia tuy tuy mờ nhạt nhưng đem tất cả ngõ ngách trong phòng chiếu sáng Ánh mắt thầm diệu trong trẻo nhưng lạnh lùng trong Đối diện với thiếu niên Tuấn Mỹ trước mặt có phần ngạc nhiên Lập tức nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, nha đầu thầm ra Còn không thả hộ vệ của ta Thanh âm của thầm diệu so với mưa bên ngoài còn lạnh hơn, tạ tiểu hầu ra chương 63, gặp gỡ tiểu hầu ra, 1.1 người đứng ở đối diện không phải ai khác chính là tạ cảnh hành. Dưới ngọn đèn u ám, lông mày trên khuôn mặt anh Tuấn nhíu chặt lại. Hàn ý lạnh lẽo bao phủ quanh thân khác hẳn với lúc ban ngày. Trông hắn, giống như một người khác vậy. Kinh chập cùng cốc vũ đã gặp tạ cảnh hành nhiều lần đương nhiên biết đây là ai. Trong lòng hai người cả kinh, không tự chủ được thủ hộ ở trước mặt thầm diệu. Mạc Kinh lần đầu tiên gặp tạ cảnh hành hắn không biết tạ cảnh hành loại người như thế nào theo lời nói và ngữ điệu của thẩm diệu thì dường như hai người này có quen biết tạ cảnh hành nhìn chằm chằm thẩm diệu suy nghĩ một lát rồi bật cười thả tay ra sau đó trả mạc kình kiếm editor. tiểu vũ hắn lười biếng lùi về phía cửa khoanh tay nói nha đầu thẩm ra ta và ngươi gặp nhau trong này ắt là có duyên đi thẩm diệu không quan tâm hắn phân phó hai nha đầu bên người cùng mạc kình các ngươi nhanh rời khỏi đây đi. cốc vũ cùng kinh chập liếc mắt nhìn tạ cảnh hành một cái, gật đầu bảo vâng. đường lúc đang muốn mang theo thẩm diệu rời đi thì thẩm diệu đã nói: các ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau. trong phòng dần tối lại, chỉ thấy ngọn nến nhỏ bé hơi lay lay trực tắt. cốc vũ bối rối kêu lên: cô nương. đi. thẩm rượu mở miệng mệnh lệnh của nàng tuy ngắn ngủi mà chắc chắn. cốc vũ khẽ run lên mạc kình lắc lắc đầu mỗi tay túm một nhà đầu phi người bay ra bên ngoài tạ cảnh hành từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay hưng trí nhìn hành động của thẩm diệu nàng lần mò đến bàn đem hỏa chiết tử vừa tìm được đốt lưu hương hình hoa lan vừa nãy ở trên bàn rồi định bước ra khỏi phòng thẩm diệu đang định bước ra ngoài tạ cảnh hành nhìn theo nàng nhớn mày tay khẽ búng một cái ngọn nến trong phòng phụt tắt một bóng dáng đột nhiên bay đến trước mặt của thẩm diệu, nhẹ ôm thắt lưng nàng. Thẩm diệu chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào lồng ngực ấm áp. Người nọ ôm nàng lăn một vòng, chớp mắt, thân thể hai người đã ở trong gầm giường. Ngươi, thẩm diệu kinh sợ không thôi. Xuyệt, thanh âm của tạ cảnh hành lại vang lên, có người đang tới. Trong phòng vang lên tiếng bước chân của một người. Thân mình của thẩm diệu khẽ cứng đờ nàng vạn vạn không ngờ tới, hành động của người nọ lại mau như vậy. Mà việc làm người ta cảm thấy may mắn hơn cả là người trong phòng không có đốt đèn. Bất quá chuyện này nàng cũng có thể đoán được trước. Lấy tính tình của người kia mà nói chắc chắn sẽ không đốt đèn. Bên ngoài chợt vang lên tiếng nói, vương gia, đều an bài tốt lắm. Các ngươi lui ra đi, canh giữ ở bên ngoài, đừng làm phiền hưng trí của bổn vương một thanh âm khàn khàn khác vang lên trong mắt thẩm diệu hơi hơi động quả nhiên là dự thân vương thẩm tín a à, thẩm tín thanh âm của dự thân vương tràn đầy đắc ý tựa hồ còn có chút hương phấn biến thái bổn vương muốn nếm thử nữ nhi của ngươi cùng này nữ nhân khác có gì bất đồng tiếng bước chân dần hướng lên giường nắm đấm trong tay thẩm diệu dần dần nắm chặt tạ cảnh hành hơi hơi cúi đầu bởi vì nguyên nhân tư thế cầm hắn liền đặt ở trên đầu thẩm diệu. Vừa cúi xuống một cái có thể ngửi thấy mùi tóc nữ tử thơm ngát. Tuy trong tối không nhìn thấy được vẻ mặt của thẩm diệu nhưng thân thể căng thẳng trong lòng hắn cũng có thể cảm nhận được nàng không hề phản đối hành động này. Trên giường vang lên thanh âm của quần áo bị xé rách lẫn tiếng nói giữ tợn của dự thân vương, lời xấu xa ùn ùn, thẩm thanh tựa hồ khôi phục một ít thần trí, phát ra kháng cự rất nhỏ. Nhưng mà thanh âm kia mềm nhũn giống như không phải kháng cự mà giống như nghênh đón. Trong không khí lan tỏa một cỗ hương vị mờ ám là người ta mặt đỏ tim đập mang theo chút hoa lan thơm ngát, không phòng bị bị người hít vào. Thẩm Diệu cũng dần dần cảm giác được một tia không đúng, trong lòng lộp bộp một tiếng. Huân hương nàng lúc rời đi đốt là thúc tình hương, bây giờ là tự làm tự chịu nàng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy không khỏi giận chó đánh mèo với vị khách không mời mà đến tạ cảnh hành. Nếu không phải tạ cảnh hành xuất hiện làm nảy sinh biến cố thì bây giờ nàng đã rời đi rồi, làm gì rơi vào quẫn trạng như vậy. Nghĩ xong chừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra tất cả sự việc. Đáng tiếc bây giờ không có ánh sáng, cái gì cũng không thấy, thẩm diệu do dự một chút không dám kinh động đến người trên giường liền rụi đầu vào vạt áo của tạ cảnh hành che mũi lại. Nàng biết huân hương kia không phải thứ tốt gì, lại càng biết nàng trăm ngàn lần không nên hít phải. Bản thân Thẩm Diệu chỉ nghĩ tới biện pháp dùng vạt áo của Tạ Cảnh Hành che mặt mũi lại nhưng lại không nghĩ đến Tạ Cảnh Hành chính là một nam nhân. Thời điểm Tạ Cảnh Hành phát hiện huân hương này có vấn đề thì hắn đã hít rất nhiều, đã thế trong lòng lại còn ôm một tiểu nha đầu. Thẩm Diệu giờ tuy miệng còn hơi sữa dáng người tuy thường thường nhưng căn bản cũng là nhuyễn ngọc ôn hương vào thời điểm mấu chốt thân thể của hắn có chút căng thẳng thẩm diệu không biết là vô tình hay cố ý cọ cọ vào thân trên của hắn gắt gao chôn đầu trong ngực hắn tạ cảnh hành hít sâu vào một hơi từ khi sinh ra cho đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy trên đầu giường lớn đang kêu cót két không ngừng tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng thanh âm của nam nhân hòa quyện vào nhau làm người ta mặt đỏ tim đập động tĩnh kia làm cho người ta hoài nghi dưới lực lớn như vậy giường có thể sụp xuống. Cắn răng nghe xong non nửa cái canh giờ, động tĩnh trên giường dần dần nhỏ, người trên giường tựa hồ mệt mỏi trong chốc lát. Thân mình thầm diệu cũng cứng ngắc nàng sắp chịu không được. Vừa lúc đó, tạ cảnh hành lăn một vòng, thừa dịp không ai để ý bay vút ra bên ngoài một cách nhanh chóng. Trời đen như hũ nút, cũng không biết hắn làm như thế nào không kinh động đến dự thân vương. Ra ngoài không xa, thẩm diệu liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của ba người cốc vũ. Thấy nàng đi ra, kinh chập kích động thiếu chút nữa nhảy lên, sợ có người khác bên ngoài nghe được. Kinh chập nhỏ giọng, cô nương, nô tỳ lo lắng muốn chết, vừa nãy có người đi vào, người không bị người đó phát hiện sao. Đang nói một nửa, kinh chập liền im bặt bởi lúc này nàng vừa nhìn rõ tư thế của thẩm diệu. Thẩm diệu vẫn đang bị tạ cảnh hành ôm tạ cảnh hành thân hình cao lớn, ôm thẩm diệu cũng không có chút cố sức nào. Kinh chập thấy vậy liền tức giận nói, người mau buông cô nương nhà ta ra. Tạ cảnh hành nhướng mày, buông tay. Ba, một tiếng, thẩm diệu trực tiếp té ngã trên mặt đất. Ngươi, cốc vũ tức giận, nàng không ngờ được phương thức buông tay của tạ cảnh hành lại thô bạo như vậy. Cốc vũ nâng thẩm diệu dậy đau lòng nói, cô nương, người không sao chứ. Mạc Kinh nhìn chằm chằm tạ cảnh hành, trong lòng kinh nghi không thôi. Người này thoạt nhìn là một thiếu gia con nhà võ, gia thế bất phàm. Hơn nữa chính mình ở trong tay người này không thể phản kháng. Thân thủ như thế không khỏi làm hắn ghé mắt. Nhưng đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở nơi này không khỏi làm người ta hoài nghi. Vừa rồi hắn mang theo cốc vũ cùng kinh chập ra ngoài liền thấy có người đang đi vào phòng thẩm diệu. Phía sau còn mang theo một thị vệ thân thủ bất phàm. Nếu không phải hắn tinh mắt, trốn mau thì chỉ sợ bây giờ đang gặp một phiền toái lớn. Mạc Kình không nhịn được liếc Thẩm Diệu một cái. Chẳng lẽ Thẩm Diệu biết trước được tối nay đám người kia sẽ đến? Vậy nàng bảo hắn đem Thẩm Thanh đến phòng nàng rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Diệu đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, bình tĩnh nhìn về phía tạ cảnh hành. Đêm đã khuya rồi, ta không quấy giày tiểu hầu ra làm việc, xin mạn phép đi trước. Thái độ vô cùng xa cách. Lúc này, mưa vẫn chưa dứt, từng hạt nước nhỏ như hạt bụi rơi trên người của nàng làm quần áo của nàng ướt. Dưới ánh sáng của đèn lồng, ánh mắt của tạ cảnh hành đảo qua mặt nàng rồi như xem kịch vui nói. Từ nay về sau đi ra ngoài hay phải xuất phủ cần phải đem theo mấy tên hậu vệ cường tráng chút để bảo vệ. Người muốn chịu chết bản hầu chưa bao giờ ngăn cản. Những lời hắn nói quả thực rất nặng, khuôn mặt Tuấn Tú còn lộ ra một nụ cười bất hảo. Chương 64, gặp gỡ tiểu hầu gia, 1.2. Thẩm Diệu liếc nhìn Mạc Kình, Mạc Kình lắc lắc đầu có chút xấu hổ nói, thuộc hạ một người cũng không nắm chắc. Tuy bản thân dự thân vương vô năng nhưng không có nghĩa là thủ hạ cũng thuộc hạng thấp kém. Tiểu Hầu gia dường như đã tính kỹ càng, Thẩm Diệu trầm mặc nói, Tạ cảnh hành dương môi cười, đứng dậy rời đi. Ý là không muốn quan tâm đến bọn họ. Có xuất thủ tương trợ hay không? Nàng hỏi. Tạ cảnh hành quay đầu, suy nghĩ một lát, gật đầu nói, không phải là không thể được, bất quá. Người cầu ta, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Sắc mặt cốc vũ cùng kinh chập thay đổi. Tạ cảnh hành này tính tình rất bất hảo, Giọng điệu ngả ngớn lại cộng thêm khuôn mặt tuấn tú trời sinh đều làm cho nữ tử mặt đỏ tim đập. Nếu không phải hôm nay vì lo lắng cho Thẩm Diệu, các nàng cũng đã không tức giận. Mạc Kình nhíu nhíu mày, Thẩm Diệu là nữ nhi của Thẩm Tín, chắc chắn thường ngày được mọi người nuông chiều nhìn qua tính tình quật cường. Tạ cảnh hành khiêu khích như vậy chỉ sợ Thẩm Diệu sẽ giận tím mặt. Ngoài dự đoán của Mạc Kình, Thẩm Diệu nghe vậy rất nhanh liền nói, "Được, ta cầu ngươi" mang ta nhóm đi ra ngoài lời nà của nàng nói quá nhanh làm tạ cảnh hành không nhịn được mà nghẹn một lúc hắn cẩn thận đánh giá lại nữ tử trước mặt tuy nói là cầu người khác nhưng ánh mắt lại khác hẳn tư thái ung dung không yếu thế hơn người khác loại cảm giác này thập phần xáo rượu làm cho hắn cảm thấy nàng không phải đi cầu người mà người trên đang ra lệnh vậy không đợi tạ cảnh hành nói chuyện thẩm diệu lại lập tức nói tiểu hầu ra nghĩ ra ngươi phản ngươi người thật đúng là tiểu nhân lòng dạ bỉ ôi tạ cảnh hành cười nhẹ giọng nói xuất hiện đi trong chớp mắt xung quanh xuất hiện rất nhiều hắc y nhân nhìn qua tầm khoảng mười mấy người cân xứng với thủ hạ của dự thân vương kinh chập cùng cốc vũ hoàng sợ mạc kinh cũng cả kinh võ công của hắn không kém nhưng là cũng không biết nơi này khi nào ẩn giấu nhiều người như vậy hiển nhiên đối phương thân thủ cao hơn hắn mà trước mặt thiếu niên này dễ dàng điều động nhiều như vậy cao thủ, thật sự làm cho người ta có chút suy đoán thân phận của hắn. Tạ cảnh hành nói, động tác nhanh một chút, đừng đánh rắn động cỏ. Nhóm hắc y nhân cúi đầu xương giả, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Động tác của bọn họ đồng nhất không sai một ly, nuôi hộ vệ ở trong nhà bảo vệ rất khó có được khí chất như vậy. Thời điểm thẩm diệu đang trầm tư liền nghe được tạ cảnh hành nói, tốn một chút thời gian đi sang bên kia đi thôi hắn xoay người đi về phía đối diện dáng đi giống như rất quen thuộc đường đi nước bước ở đây vậy đi theo hắn thẩm diệu nói không biết thủ hạ của tạ cảnh hành an bài như thế nào nhóm người của thẩm diệu đi hết một đường nhưng chẳng gặp được ai thậm chí ở nam các nơi thẩm thanh cùng thẩm nguyệt ở một hộ vệ cũng không có sau khi đến nơi an toàn thẩm diệu xoay người nói với mạc kình Ngươi trở về đi. Hộ vệ cũng có nơi ở của hộ vệ, lần này mà kinh vụng trộm chạy ra ngoài, nếu có người khác phát hiện chỉ sợ có biến. Cốc vũ cùng kinh chập theo chân thầm diệu đi vào phòng. Tạ cảnh hành lại chưa rời đi. Mắt thấy tạ cảnh hành muốn đi vào nội thất, kinh chập tiến lên phía trước cảnh giác nhìn hắn, công tử xin dừng bước. Tạ cảnh hành dừng bước thật, chẳng qua là nhìn bóng dáng của thẩm diệu nói, thẩm diệu, ngươi làm lãng phí một đêm của bản hậu ngay cả giải thích cũng lười đi bước chân của thẩm diệu dừng một chút trong lòng thở dài tạ canh hành sinh ra giống như thất xảo linh lung tâm tâm tư tinh tế tài thính mắt tinh làm người ta đố kỵ nhiều sự việc chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy rõ ràng thẩm diệu lười giấu giếm hắn nàng nhìn cốc vũ cùng kinh chập một cái nói các ngươi ra ngoại thất ngủ trước đi để tiểu hầu ra tiến vào Cô nương, cốc vũ có chút kích động, này cho để ý không hợp. Cùng một nam tử xa lạ ở cùng phòng lúc nửa đêm là việc kinh hãi thế tục thế nào? Nếu bị người ta bắt được, đời thầm rượu xong rồi. Cùng phó tu Nghi ở cùng một phòng còn có thể lý giải là nữ tử đang tư xuân. Dù sao cũng chẳng phát sinh cái gì nhưng loại chuyện này nói không khéo chính là tự hủy danh dự cho dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được A. À căn bản không có người biết có cái gì phải sợ. Chấm ngoặc kép, thẩm diệu không tính nghe hai nha đầu nói, nhìn tạ cảnh hành mở miệng, tiến vào. Tạ cảnh hành nhún vai theo thẩm diệu bước vào trong nội thất, lại quay đầu nhìn hai nha hoàn đang lo lắng ngoài cửa. Thẩm diệu nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Thẩm diệu thắp đèn, đóng cửa sổ ngăn cách tiếng mưa tí tách ở bên ngoài, đến trước bàn ngồi xuống. Tạ cảnh hành hương trí đứng dự vào tường, nhìn nàng đang tự nhiên châm trà hỏi, ngươi vì sao không sợ ta? Ta vì sao phải sợ ngươi? Thẩm Diệu hỏi lại. Một cô nương ở cùng một nam tử xa lạ trong cùng một phòng, đêm hôm khuya khoát, ngươi không sợ ta đối với ngươi có ý định xấu. Hắn cười xấu xa, dưới ngọn đèn càng làm khuôn mặt hắn thêm anh Tuấn. Ta và ngươi vừa rồi đều nghe được chuyện của khuê phòng nữ tử, vụ thẩm thanh đó, giờ tiểu hầu gia nói ra có phải là quá muộn. Thẩm Diệu thản nhiên nói. Tạ cảnh hành sừng sốt, khuôn mặt Tuấn hiện lên một chút bất khả tư nghị, khó tin, khó tưởng tượng. Mấy năm nay hắn trải qua không ít chuyện, những điều trong tuổi hắn nên biết hắn đều biết, những điều hắn không nên biết hắn cũng biết. Ít nhất ở định kinh, thậm chí minh tề, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng lần đầu tiên trong rời hắn có một nữ tử mặt không đổi sắc nói với hắn về chuyện của khuê phòng nữ tử. Lúc nãy do trời quá tối nên hắn không thấy được thần sắc của Thẩm Diệu, giờ cẩn thận ngẫm lại, từ sau khi rời khỏi đó, thanh âm của Thẩm Diệu đều thực bình tĩnh, thái độ đều cực kỳ ung dung giống như người vừa rồi cùng hắn nghe khuê phòng bí sự của người căn bản là một người khác. Hắn thực hoài nghi nha đầu kia co safari là quái vật hay không? Người rốt cuộc có phải nữ nhân hay không? Tạ Cảnh Hành ôm ngực nói, nếu là nữ nhi tầm thường nếu không phải là Túng Quẫn thì cũng là xấu hổ không thôi, sẽ không bao giờ nhắc lại đến chuyện này nữa. Mà nàng, trước cùng hắn nghe chuyện, sau bình tĩnh nhắc tới, bản thân chẳng có chút xấu hổ nào, cho dù là nữ nhi của Uy Vũ đại tướng quân cũng thật đặc biệt. Thẩm Diệu không nói. Tạ Cảnh Hành gật đầu, suýt nữa thì quên, người căn bản không phải là một nữ nhân mà là một tiểu nha đầu. Thẩm Diệu Tuy đã trải qua sự đời trở thành một tên lão thành nhưng bộ dáng thì thật là rất hời. Hai má trắng trắng nộn nộn chưa mất đi về trẻ con, thời điểm không nói gì thoạt nhìn rất ít tuổi. Tạ Cảnh Hành thầm nghĩ, ước chừng nha đầu này tuổi còn quá nhỏ không hiểu chuyện khuê phòng của nữ tử nên thái độ mới thản nhiên như vậy. Editor, Tiểu Vũ. Càng nghĩ càng cảm thấy chính là nguyên nhân này, Tạ Cảnh Hành đến gần Thẩm Diệu từ trên cao nhìn xuống nói chuyện huân hương trong phòng kia ta còn chưa tính với ngươi, thiếu chút nữa a à, cũng ngã theo ngươi. Hắn ra sức kéo hai má thẩm diệu một phen nói, ngươi trả như thế nào. Cảm ơn cô bé mơ chút đã ủng hộ mình trong những ngày qua mặt cười. Thẩm diệu ngây người trong chốc lát. Nàng không đoán được tạ cảnh hành sẽ làm động tác như vậy mà tạ cảnh hành tựa hồ cảm thấy chơi rất vui liền tiếp tục kéo hai má thẩm diệu, không phải là mít nhẹ nhàng mà không chút thương hương tiếc ngọc trà đạp dường như đã cho rằng nàng là một tiếu cô nương không màng thế sự. Làm can, theo bản năng, nàng thấp giọng quát. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều giật mình. Dưới ánh đèn, thiếu niên anh Tuấn gương mặt cứng đờ, trong mắt tối đen xẹt qua thần thái phức tạp. Hắn thu tay về khẽ cười một tiếng thành nhiên nói, vẫn là lần đầu có người dám hương đến ta nới hai chữ làm càn. Thẩm Diệu trong lòng có chút tức giận mình luống cuống, Tạ Cảnh Hành làm việc có chút vượt ra ngoài lẽ thường, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách lại xuất ra phong thái của hoàng hậu. Người này vốn thông minh, không để hắn phát hiện mới tốt. Nàng cũng không biết nói cái gì đành phải trầm mặc. Chương 65: Đêm gặp tiểu hầu gia 2. Tạ Cảnh Hành đánh vỡ trầm mặc, hắn thấy Thẩm Diệu ngồi trên ghế cũng chạy đến tự rót cho mình một ly trà hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó liền lôi trong ngực áo một bao giấy dầu mở ra, trong đó chứa mấy khối điểm tâm tinh xảo so với quảng phúc trai ở kinh thành có phần đẹp hơn. Tạ cảnh hành từ tốn ăn điểm tâm rồi uống trà nói, do đi quá vội, cơm chiều cũng chưa kịp ăn, sách, trà này khó uống quá đi. Bộ dáng bới móc như một công tử được nuông chiều từ bé. Tạ tiểu hầu ra có tâm đến uống trà. Thẩm rượu nhìn hắn đương nhiên là không phải. Tạ cảnh hành cười, đem một khối điểm tâm nhét vào miệng thẩm diệu. Động tác của hắn quá nhanh, khi thẩm diệu phản ứng lại thì trong miệng đã tràn ngập vị ngọt. Tạ cảnh hành chống má nhìn nàng một. Tư thế muốn có bao nhiêu thành thơi thì có bấy nhiêu thành thơi nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ sắc bén. Ăn đồ của ta rồi giờ nên trả lời vấn đề của ta điểm tâm thơm ngát dần tan ra trong miệng mang theo một mùi thơm cùng vị ngọt vừa phải làm cho người không thích ăn ngọt như thẩm diệu cũng không nhịn được cảm thấy mỹ vị. Dự thân vương cùng ngươi có quan hệ gì? Thẩm diệu nhìn hắn, không bằng ngươi hỏi ta tối nay tại sao lại làm vậy. Ngươi nguyện ý nói, ta liền chăm chú lắng nghe. Nhục nhân giả nhân tất nhục chi, làm nhục người khác người khác tất làm nhục lại, lấy đòn trả đòn, ăn miếng trả miếng con người tạ cảnh hành biến ảo vài phần. Hắn dương môi cười, giọng điệu có chút không hiểu, tâm ngươi thực ngoan, ngoan trong ngoan độc, đem tỉ tỉ của ngươi cùng lão cẩu dự thân vương thành đôi. Người có thể nói dự thân vương là lão cẩu cũng chỉ có tạ cảnh hành vô pháp vô thiên. Thời điểm bọn họ đem ta tống đi cũng chưa từng xem ta là muội muội. Thầm diệu đối trọi gay gắt. Lời nói của nàng lạnh như băng, không thèm che giấu khinh thường cùng chán ghét. Dưới ánh đèn, thần sắc vốn hờ hững của nàng tựa hồ có ánh lửa thiêu đốt. Thật sự là một nha đầu không biết trời cao đất rộng. Tạ cảnh hành dỗi người, dự thân vương sau này sẽ không tha cho ngươi. Ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh này hay không. Thẩm diệu bất sáu sở động. Ngươi nói với ta nhiều như vậy. Tạ cảnh hành trầm ngâm, thân mình đột nhiên nghiêng về phía trước cơ hồ muốn chạm tới chóp mũi của thẩm diệu. Hắn ở gần như vậy cho dù là thẩm diệu cũng nhịn được có chút kinh hãi nhưng nàng không hy vọng khí thế của mình bị áp đảo nên liền ngồi im không nhúc nhích. Thiếu niên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, khóe miệng dương lên mang theo ý cười tà khí, Thành âm mang theo chút ngả ngớn khẽ ở bên tai thẩm diệu nói, không sợ ta nói cho người khác sao. Tiểu hầu ra thích làm cái gì thì liền làm cái đó bản thân ta cũng vô cùng ngạc nhiên không biết Lâm An Hầu Phủ muốn làm gì mà nửa đêm kêu trưởng tử đến ngọa long tự giải sầu. Tạ cảnh hành căn bản là không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa hắn còn mang theo nhóm hắc y nhân thân thủ bất phàm, thân phận của hắn cũng làm cho người ta khiếp sợ. Trên đời này cũng không có nhiều cái gọi là trùng hợp, như thế, tạ cảnh hành không phải đến vì nàng mà ước chừng đang chủ tính cái gì đó chẳng may gặp phải nhau mà thôi ánh mắt của thiếu niên vốn rất đẹp là một đôi mắt đào hoa cực xinh đẹp. Lúc cười lên có thể đem tâm của người khác hấp dẫn nhưng khi lãnh xuống lại tản ra khí lạnh nguy hiểm. Trong nháy mắt, khí thế của thầm diệu bị tạ cảnh hành áp đảo. Nàng không phải là chưa từng gặp người có uy áp, hoàng thất tần quốc, hoàng thất minh tề thậm chí là người hung nô kiêu ngạo nhưng người trước mặt này mang lại cho nàng một cảm giác nguy hiểm, chèn ép chưa từng có lá gan của ngươi thật không nhỏ hắn mỉm cười cũng vậy thôi tạ cảnh hành đứng dậy liếc mắt nhìn nàng một cái thản nhiên nói chuyện của lão cẩu bản hậu một chút hứng thú cũng không có việc tối nay ngươi dám lộ ra nửa phần thẩm ra nha đầu giết người diệt khẩu cũng không phải là nói không thôi đâu vừa dứt lời hắn liền mở ra cửa sổ vút ra ngoài biến mất trong màn mưa Khí lạnh theo cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, chạm vào hai má của Thẩm Diệu, cảm giác lạnh lẽo từ hai má truyền đến làm Thẩm Diệu có chút thanh tỉnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện cùng Tạ Cảnh Hành giống như đi trên dây thép. Thiếu niên này tuổi tuy còn trẻ lại sâu không lường được, mỗi một câu nói nhìn như vô tình nhưng đều mang theo thăm dò. Cái loại cảm giác nguy hiểm này làm cho nàng bất an. Tuy rằng nàng vẫn chưa đem Lâm An Hầu là cửu địch của thẩm gia nhưng quan hệ của hai phủ phân biệt rõ ràng tạ cảnh hành tự nhiên sẽ không cố khúc mắc Đêm nay gặp mặt không biết tạ cảnh hành phải làm gì. Tạ Tiểu Hầu Gia vui đùa ngả ngớn ở Kinh Thành cùng Tạ Tiểu Hầu Gia trong đêm mưa hôm nay tựa hồ không phải một người. Lúc trước nàng biết về Tạ Cảnh Hành cũng chỉ có vài phần nay nghĩ lại bí mật của Lâm An Hầu Phủ cũng không đơn giản. Ánh mắt chợt dừng lại trên miếng điểm tâm tạ cảnh hành chưa ăn hết còn để ở trên bàn, nếu không có vật này, hết thảy đều giống như một giấc mộng. Bất quá việc trước mắt không phải là suy nghĩ về chuyện đó, nàng cũng không muốn tìm hiểu về tạ cảnh hành. Ngày mai, hết thảy đợi ngày mai. Phía sau núi, mưa vô tình rơi thấm ướt ngọn núi, thấm ướt cả đoàn người dưới tàng cây. Thiếu niên cầm đầu dáng người thon dài, mặc cho mưa làm ướt y phục làm ướt đầu của hắn hắn vẫn đứng yên như pho tượng nhìn về phía chân núi một lát sau pháo hoa bỗng nở rộ nơi chân núi nói pháo hoa không bằng nói là một tia sáng trong nháy mắt liền tan thiếu niên xoay người giọng điệu không nghe ra cảm xúc sự thành thiếu gia bị thương đại hán trung niên bên cạnh nhíu mày hắn cúi đầu nhìn vết đao trên cánh tay huân hương trong phòng kia vốn là dùng cho nam tử một khi hít vào sẽ bị dục niệm khống chế lý trí biến mất trở nên điên cuồng dược tính đối với nữ tử cũng không tính là mạnh nên nha đầu kia mới thoát một kiếp lý trí của hắn tuy kiên cường nhưng hắn không phải là thánh nhân chỉ sợ có việc xảy ra ngoài ý muốn nên phải dùng biện pháp như vậy bảo trì thanh tỉnh trở về rồi hãy nói thiếu ra hắn tử trung niên kia trần chờ tiếp tục mở miệng thẩm ra tiểu thư hôm nay gặp qua thiết y, một tiểu nha đầu, không đáng để ta ra tay. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của thiếu niên chợt lóe, giọng điệu mang theo lãnh ý. Đại hán có chút e ngại cho hắn, lo nghĩ, vẫn còn là cố lấy dũng khí nói, nhưng thẩm gia có lẽ biết. Thẩm gia không biết, thiếu niên lạnh lùng nói, người của thẩm gia đều ngu xuẩn khó khăn lắm mới có một người thông minh. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, mỉm cười, đáng tiếc, trung niên đại hán giật giật môi rốt cuộc không nói nữa đi thôi cùng lúc đó tại bắc Các. trong buồng tối nhiệm uyển vân ngồi ở trước bàn nàng đem một ngọn nến nhỏ thắp lên ngọn nến lung lay tựa như lòng của nàng hương lan nói phu nhân đã canh ba rồi ngươi nên đi nghỉ ngơi đi nhiệm uyển vân lắc đầu trên mặt hiện ra một chút phiền não nói ngủ không được không biết vì sao trong lòng của nàng có chút bất an, loại này bất an cũng không biết là từ đâu mà đến. Quế ma ma đã nói, hết thảy đều thuận lợi, editor. Tiểu vũ. Hơn nữa lúc nàng đi qua cũng nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh, trong đêm mưa tựa hồ có chút không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nghe được thanh âm của nữ tử kêu gào dẫy rụa. Thanh âm mang theo thê lương kia trái lại làm cho người ta nghe được rành mạch. Nhiệm Uyển Vân nghe được mặt đỏ tim đập, nhưng cũng nhịn không được hết hồn. Kinh thành vốn đồn đãi thủ đoạn chơi đùa nữ tử của dự thân vương rất nhiều, nay xem ra thẩm diệu chắc chắn phải chịu tra tấn một phen. Tuy rằng trong lòng nhiệm Uyển Vân có chút sợ hãi, nhưng trong ở sợ hãi lại sinh ra một cỗ khuây khỏa. Trong tam phòng ở thẩm gia, thẩm diệu ỷ có thẩm tín ở sau lưng, vô luận chuyện gì cho thâm diệu trước tiên. Thẩm Nguyệt là danh là tài nữ kinh thành, chỉ có thẩm thanh là bình thường hơn cả. Nhưng nàng còn có con trai, thẩm khâu đi theo thẩm tín, ngày sau tất nhiên sẽ cùng thẩm nguyên bách tranh đoạt gia sản. Nhưng hôm nay thẩm diệu còn không phải là người bị người khác đùa bỡn. Đại tẩu kia mắt cao hơn đầu nếu biết được lời dèm pha của thẩm diệu không biết còn che chở thẩm diệu hay không. Hay vẫn cho thẩm diệu một thước lụa trắng. Nghĩ như vậy, căng thẳng trong lòng nhiệm huyền vân liền giảm bớt nàng nhìn sắc trời nói. Ta đi nghỉ một lát. Hương Lan cùng Thải Cúc thấy nàng muốn nghỉ ngơi, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, giúp nhiệm Uyển vân đến trên giường nằm xuống, nói, phu nhân nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tốn tinh lực một phen. Đúng vậy, nhiệm Uyển vân lầm bẩm nói, ngày mai còn phải tốn tinh lực, dù sao trò hay ngày mai cũng cần nàng kết thúc. Trận mưa này mưa suốt một đêm, trong núi rừng yên tĩnh, sau cơn mưa giả dích kéo dài, vạn vật điêu linh, dã rời, tan tác, càng tô đậm thêm cho khí lạnh mưa thu, không khí tràn đầy hương thơm ướt át. Mới sáng sớm, mấy vị hòa thượng liền bắt đầu đánh chuông. Tiếng chuông trầm lắng đánh thức người trong giấc ngủ dài. Nhiệm Uyển Vân mở mắt, một đêm này bà không thể nào ngủ yên ổ, bản thân luôn gặp ác mộng đến gần hừng đông mới ngủ, trên trán toàn là mồ hôi. Phu nhân tỉnh, Hương Lan tiến lên nói, người nên rửa mặt. Sau khi nhiệm uyển vân rửa mặt trải đầu, nàng nhìn nhìn bên ngoài. Không khí trong lành tràn ngập yên tĩnh trái ngược với cơn mưa đêm qua, đâu đó còn vang lên tiếng chim hót lanh lành. Nàng cười nói, đổi màu y phục khác đi, ta muốn y phục màu đỏ kia. Nhiệm uyển vân tuổi giờ cũng đã trung niên, sớm đã hình thành thói quen mặc y phục tối màu khó có khi tự mình chọn màu sắc tươi sáng. Thải Cúc cười nói, tâm tình của phu nhân hôm nay rất tốt đi, mặc y phục màu màu may mắn như vậy tinh thần cũng lên không ít. Nhiệm Uyển Vân nhìn mình trong gương đồng, vừa lòng nở nụ cười. Tâm tình nàng đương nhiên rất tốt, có thể cao hứng nhảy múa. Chấm. Đợi sau khi chuẩn bị xong, nàng nói, đi thôi, đến lúc gọi chất nữ mệt mỏi của ta dậy dùng cơm rồi. Phòng trong cùng của bác các bao trùm bởi một không khí yên tĩnh ngay cả một nha đầu cũng không có. Nhiệm Uyển Vân thấy vậy ánh mắt liền thập phần vừa lòng, nghĩ đến lại cảm thấy dự thân vương làm việc thật thỏa đáng, nhà đầu cũng đã đuổi hết đi rồi. Nếu không phải sợ rước lấy rắc rối nàng chắc chắn sẽ phá cửa phòng đem hai người đang mời ở trong phòng chiêu cáo thiên hạ. Bất quá vì lợi ích sau này, nàng tạm thời kiềm chế. Người đi gõ cửa, nàng nhìn Hương Lan nói, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nữ nhân thân mình ô uế nàng vô cùng khinh thường. Nhiệm Uyển vân thế mà đã quên người làm cho thẩm diệu biến thành như vậy là ai? Tiểu vũ, hối hận ngay thôi mặt cười. Ngũ tiểu thư, Hương Lan đi đến trước cửa phòng gõ cửa, đại phu nhân đã tới. Trong phòng một chút động tĩnh cũng không có giống như căn bản là không có người. Ngũ tiểu thư, đại phu nhân tới rồi, Hương Lan tiếp tục nói. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không có ai a à mở cử cũng không nghe thấy có người trả lời. Nhiệm Uyển Vân thở dài, cười nói, Ngũ Nhi thật là trẻ con, trời sáng rồi mà còn lười không chịu dậy, nếu để chậm trễ thời gian dâng hương là không thể được. Vẫn là ta tự mình gọi đi. Nàng đi đến trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ôn nhu nói, ngũ nhi, nên dậy thôi, đến giờ dùng cơm rồi. Ăn xong chúng ta còn phải đi dâng hương. Trong phòng vẫn như trước không có ai trả lời nàng. Nhiệm Uyển Vân xoay người, có chút bất đắc dĩ, không biết là hương mình giải thích hay hướng người khác giải thích nhẹ giọng nói, quên đi ta trực tiếp đẩy cửa vào là được. Ngũ Nhi là một nha đầu không biết trời đất, đến tận bây giờ vẫn chưa rời giường về nhà phải hảo hảo chừng trị một phen. Nói xong đẩy cửa đi vào. Nhị thẩm, thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhiệm Uyển Vân đầu tiên là sừng sốt, trong đầu nghĩ là thanh âm từ trong phòng truyền tới, lại nghe Hương Lan cùng Thải Cúc nhất tề nói, ngũ tiểu thư, nhị tiểu thư. Nàng kinh ngạc quay đầu, liền thấy thẩm nguyệt cùng thẩm diệu đứng ở một chỗ, Thẩm Diệu hôm nay mặc một kiện áo màu trắng, áo choàng bên ngoài theo một đóa mẫu đơn nhìn qua giống như có tang. Nếu Thẩm Diệu giống như mặc áo tang thì Nhị Uyển Vân ăn mặc lòe loẹt nhìn qua có chút tục khí. Một thân áo trắng phiêu giật suốt trần làm tôn lên thần sắc phiêu giật suốt trần của nàng thế nhưng lại đem lại một cảm giác xinh đẹp động lòng người. Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, không biết từ khi nào vị Đường muội bao cỏ này lại có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy nhưng không có nghĩ đến, bộ dạng ban đầu của thẩm diệu vốn không kém, bất quá là vì bị người ta cố ý cho ăn mặc tục khí, nay phong thái thay đổi, thân thể dần dần nảy nở đương nhiên gương mặt sẽ rất câu nhân. Nhiệm Uyển Vân cũng bị thẩm diệu ăn mặc như vậy làm cho hoảng hốt, nàng nhíu mày nói, ngũ nhi sao lại ăn mặc mang điểm xấu như vậy? Một thân váy trắng như thế này người không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta có tang sự đâu. Nhị thẩm hôm nay ăn mặc thật may mắn, Thẩm Diệu khẽ cười nói. Nhiệm Uyển Vân nhìn y phục của chính mình, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận đánh giá Thẩm Diệu. Nàng không biết Thẩm Diệu làm thế nào từ bên ngoài trở về, nhìn qua còn có một bộ dáng thản nhiên. Bất quá chuyện đêm qua gạt được người khác nhưng không gạt được nàng. Nàng như muốn xác nhận cái gì, chính mình liền bước ra phía trước, đi đến trước mặt Thẩm Diệu, cười khanh khách lôi kéo cánh tay Thẩm Diệu, quan tâm hỏi: Ngũ Nhi hôm qua ngủ có ngon không? Cám ơn Nhị Thẩm lo lắng, cũng không tệ lắm." Thẩm Diệu mỉm cười. Nhiệm Uyển Vân cẩn thận quan sát biểu tình của Thẩm Diệu. Nhìn thấy vẻ mặt nàng không giống như làm bộ, trong lòng có chút kinh nghi. Thẩm Diệu khi nào thì luyện ra bộ dáng bất động thanh sắc như vậy? Nữ Nhi tầm thường nếu gặp được sự tình này đều không phải là nên khóc thê lương hay sao? Nàng dùng cái gì mà bình tĩnh như vậy? hay tất cả những gì nàng nghe được, thanh âm gào thét đau đớn rên rỉ kia chỉ là giả vờ. Nhưng nàng nghe được rất thật. Nhìn con người trong suốt của thẩm diệu, trong lòng của nhiệm huyền vân đột nhiên dâng lên một nỗi bất an. Nỗi bất an này làm cho nàng có chút hoảng hốt. Nàng tiến sát vào thẩm diệu, nói, ngũ nhi ngủ ngon, ta cũng an tâm. Chợt nhìn phía xuống lại phát hiện, cổ của thẩm diệu trắng loãng như ngọc nàng sinh ra vốn có màu da trắng nõn, giờ phút này lại trắng giống như ngọc, ngay cả một vết bẩn cũng không có, trắng đến mức mà người ta đụng vào còn phải e ngại nàng sẽ bị thương. Không có khả năng a, thủ đoạn đùa dẫn nữ tử của dự thân vương trước giờ rất tàn bạo, căn bản không có khả năng thẩm diệu không lưu lại dấu vết. Thẩm Nguyệt nhìn thẩm diệu, lại nhìn nhiệm uyển vân, nàng cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không biết đó là chuyện gì bất an của nhiệm uyển vân càng lúc càng lớn nàng nắm lấy tay thẩm diệu khéo léo chuyển đề tài thời tiết này cũng thật lạnh ngũ nhi mặc như vậy không sợ lạnh sao nói xong nói xong nhiệm uyển vân đột nhiên kéo mạnh ống tay áo thẩm diệu ống tay áo bị kéo lên đến khuỷu tay lập tức lộ ra cánh tay phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn